Bây giờ nhá, tôi đố bà, ở trong một hộp bánh có 4 cái, chia cho 4 người, mỗi người một cái, hỏi còn mấy cái? Hết, không còn cái nào cả. Xài bếp luôn. Vậy còn mấy cái? Nếu mà tôi nói được thì bà phải ra ở kia mua trà sữa cho tôi nha. Được thôi, thế còn mấy cái nào? Còn một cái hộp. Hả? Vậy thì bây giờ bà phải đi ra kia mua trà sữa cho tôi nhá. Ai mua trà sữa đi? Ở đây tôi bán trà sữa rẻ như bèo, nghèo cũng có tiền mua. Mua đi mua đi, trà sữa tồn kho, giá rẻ như cho, không lo về giá. Mua đi mua đi. Ai mua trà sữa nào? Giá bèo giá bèo, giá cho người nghèo. Mua đi mua đi, mua 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 trà sữa đi. Anh ơi, bao nhiêu tiền một cốc trà sữa đấy ạ? 10.000 hai cốc, rẻ lắm em ạ. 10.000 hai cốc? Bình thường á, mình mua 40.000 một cốc, thế mà ở đây á, bán có 10.000 hai cốc thôi. Ôi, chẳng đau gì cả, mình đang mơ thật rồi. Cậu không thấy đau vì cậu đang véo tay tớ đây này. Tớ xin lỗi nhá, mà anh ơi, lấy cho em hai cốc đi. Không, lấy cho em 4 cốc đi, vào lớp còn chia cho các bạn khác nữa. Không nào, không nào. Đây, cốc này. Bình tĩnh. Bình tĩnh, các em cứ bình tĩnh. Anh đeo găng tay đã, vệ sinh cũng phải sạch sẽ. Ôi, Huyền My ơi, nhìn anh bán trà sữa giá rẻ, nhưng mà nhìn cách anh đeo găng tay kia là biết anh sạch sẽ rồi. Ừ, chắc đồ uống cũng thơm ngon và sạch sẽ đấy. Đâu, cái nào, cái này, này, đây, của em đây. Cái cốc nào nữa, cốc này gì, này, đây gì, này, ok. Hai em có mua bim bim không? Bim bim này anh lấy từ nước ngoài đấy. Anh toàn giao dịch với nước ngoài, nước lớn thứ tư trên thế giới đấy. Đồ bên nước ngoài giá đắt cắt cổ, chắc em không có tiền mua đâu. Không, rẻ lắm, 10.000 một cân. Mua đi. Vậy cho em 10.000 đi ạ? Đây, 10.000 của em đây. Em xin, em gửi này. Anh xin nhá. Rồi, bye bye nha, mai nhớ ủng hộ anh nha. Nhớ giới thiệu họ hàng hàng không đến ủng hộ anh nha. Bye bye nha. Càng người tay vương víu đếm tiền. Ui, nhiều quá. Ui giời, mấy con ruồi này xịt bao nhiêu thuốc mà vẫn không chết. Thính gì mà thính thế, có tí ngọt là đến đây, bay ra chỗ khác để tao làm giàu. Đây, quả này ngon lắm này. Thường nhá, cậu ăn đi. Ăn nhiều rồi. Buồn đi. Nhưng mà nó ngon đúng không? Quá ngon luôn. Các bạn này nhỉ? Đang là giữa mùa, nhớ rằng đúng không? Quả nào quả dưới to luôn đấy. Ui, tớ vừa lấy được một quả vừa to vừa đỏ. Chắc chắn quả này sẽ ngọt lắm đấy. Ui, tưởng là ngọt, hóa ra chua lè luôn đấy. Các bạn, hôm qua nhà tớ có trộm đấy. Bọc phẹt. Không tin à, tớ nói có sách mách có chứng đấy. Nhìn đây này, trộm vào nhà tớ lấy hết sạch quần áo nên tớ phải mua cái áo mới này. Mùi thơm phức. Này. Ôi trời, tưởng thế nào, lại khoe áo mới chứ gì. Thế mà cũng biết. Các cậu có thấy khát nước không? Tớ có mua trà sữa cho các cậu uống cùng này. Hôm nay Dương cô nương tết đột xuất nhờ. Tớ mua mà, tớ còn mua cả bỏng nữa đây này. Trà sữa Hương Dâu. Cảm ơn Huyền My nhá. Ôi trời, tuyệt vời. Cậu làm lố thế. Công nhận trà sữa này á, thơm ngon như trà sữa 40.000 ấy nhở. Trà sữa thì thơm, trân châu thì dẻo, rẻ như thế này các cậu phải uống, lo vào không phí. Các cậu ơi, có cái gì đó này? Ôi, cái gì đây? Ôi, cái gì đây? Ôi, cái gì đây? Có cái tóc thôi mà. Chẳng may bay vào, hoặc cũng có thể là tóc của cậu. Ui, các cậu ơi, cái trà sữa này có mùi lạ lắm. Mà các cậu bảo là mua trà sữa này giá rẻ như vậy, liệu có an toàn không? Mà tớ nghi lắm ấy. Cậu lại đang nghi rồi, tớ thấy bình thường mà, có sao đâu.
tự nhiên tớ thấy đau bụng quá. Chết rồi, tớ cũng đau bụng quá. Ờ, sao ấy, bụng tớ cũng râm râm đau bụng rồi ấy. Ôi, thế là ba người này bị đau bụng, có mình tớ là không sao cả. Sao thế, cậu cũng đau bụng rồi hả? Không, 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 tớ bị đau chân, ngồi lâu quá tớ bị chuột rút. Ai hốt đi mà. Sao thế, chân cậu đau quá rồi à? Không, lần này tớ đau bụng rồi. Ôi, đau quá. Không ổn, không ổn, không ổn rồi. Việc cả bốn đứa chúng mình cùng bị đau bụng sau khi uống trà sữa thật không đơn giản. Tớ phải điều tra vụ này mới được. Ui, ở đây có mấy cái cốc mới thế này mà người ta bỏ phí thật đi. Mình nhặt về tái sử dụng, vừa bảo vệ môi trường lại còn tiết kiệm tiền cho mình nữa. Ui, à đây, đây cái này. Ui, ui, nhiều quá, nhiều quá. Ui, đây, ui. Ôi, từng ngày cốc tiết kiệm cho mình được bao nhiêu tiền ấy, cầm về rửa sạch đi, cho trà sữa vào, thế là bán đi. Ở trường diễn kịch cho bọn trẻ con nó xem thì cần găng tay, ở nhà có ai đâu mà đeo găng tay cho nó phí găng tay, tốn tiền găng tay. Ôi, nước chảy yếu thế nhở. Ui, hết nước rồi. Dùng nước nã cho nó nhanh. Ui, cái nước này nó chảy từ sông ở ngoài kia vào. Mùi hôi quá. Nhưng mà không sao, mình đã có nước tạo hương đây rồi. Chỉ cần cho một tí vào là thơm ngay thành trà sữa ngay. Ui, rồi, 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 rồi. Cái con ruồi, cái ruồi này, cho ít tạo hương vào cái mà ruồi nó bông đầy đến đây này. Ui, thơm lắm rồi. Mua trà sữa à các em? Em chỉ yêu cầu mua trà sữa bẩn, anh có bán không? Cái gì? Ở đây anh không bán trà sữa bẩn. Bán trà sữa bẩn đấy thất đức lắm em à. Vậy anh có bán trà sữa bẩn hay không? Không không, anh thề nếu mà anh bán trà sữa bẩn, ông trời đấy anh chết. Mọi hành vi làm trà sữa bẩn của anh đã bị chúng tôi ghi lại hết rồi. Chúng mày nói gì? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đã có trong tay, anh còn chối cãi được không? Ngày hôm qua, sau khi uống trà sữa của anh, cả nhóm chúng tôi đã bị đau bụng. Riêng tôi vì phát hiện có sợi tóc và mùi lạ nên tôi không uống. Chính vì không uống nên có một mình tôi là không bị đau bụng. Sau đó chúng tôi đã nghi rằng nguyên nhân đau bụng là do trà sữa bẩn của anh. Chúng tôi đã âm thầm điều tra và phát hiện ra rằng mọi ngày anh luôn sử dụng những nguyên liệu bẩn để làm trà sữa bẩn. Những cốc nhựa anh sử dụng để đựng trà sữa là nhặt từ những bãi rác, sau đó anh về anh rửa sạch và tẩy mùi thơm. Anh ta bán hàng ở đây đã lâu, không biết bao nhiêu học sinh đã phải uống trà sữa bẩn từ anh. Đánh vào tâm lý mua hàng giá rẻ của học sinh nên công việc làm ăn của anh diễn ra rất thuận lợi. Anh đã không màng tới sức khỏe của học sinh và mọi người, thực hiện những hành vi vô nhân đạo. Bây giờ mời anh theo chúng tôi lên phường làm việc. Ôi ôi, anh xin các em, anh xin các em. Xin giỏ gì, lên phường.